xe này leo dốc dữ thiệt chứ. Ủa, thằng Yên đi đâu sáng giờ không thấy nó ta? Tính rủ đi đua xe chơi, chơi có mình chán quá. Mà thôi kệ, có mình chơi cũng được vậy. Thôi đi ra ngoài kia chơi xe coi. À, thì ra ngồi ở đây. Làm gì mày? Muốn gì nữa đây? Muốn gì đâu? Tính vô ngủ mày đua xe thôi chứ vậy. Xe cụ bắp. Chưa thử chưa biết mày. Xe mày mới cụ bắp á. Mày sợ sao chơi không nói nhiều quá vậy? Mà chơi gì? Mày đói bụng không? Đói. Tao cũng đói bụng nữa. Thôi hai con bao con chơi thôi, nhẹ nhàng thôi. Chơi vô. Mà chơi bao nhiêu mét? Xuyên xương 100 mét được tròn. Chơi em chơi không? Chơi vô. Mày chờ tao ra chắc xe cái. Sẵn sàng chứ cú. Rồi. Bóp. Xe mày chạy nhanh dữ tại chứ. Mà 30 mày lên Tết rồi con. Chích cho con. Đi. Xe cùng bắp. Chưa chắc đâu mày. Mày có biết câu chuyện rùa và thỏ không? Rùa đi thầm chậm mà nhưng mà nó vẫn thắng đó mày. Thôi bị im luôn đi. Yes. Rùa và thỏ hả mày? Nghe tức thiệt chứ. Sao không đi đi? Đi đâu mà mày? Đi mua bánh bao. Mua gì cha? Đang đua xe mà mua gì? Thấy không? Thấy rồi đèo. Dạ khùng quá. Giỡn xe làm gì căng gì à? Đi. Cạnh mày. Bực nhớ tao đó. Đi đâu mà lâu vậy hả? Đi mua bánh bao kêu bà mà chủ bà vẫn có ca đâu. Này mày, coi trên chiếc xe tao đâu. Xe đó quạo rồi, mua bánh bao quạo nữa. Vô cái cây. Bánh bao cũng vô đó, này mày. Chơi nướng cứng. Chắc đâu sợ mày à. Nhưng mà chơi gì? Chiếc xe mà cũng đẹp đó. Quắt xác mày. Sợ à? Căng chứ hả? Chứ sao? Chơi luôn mày. Vô. Vô. Cái này tao phải gỡ lại. Chuẩn bị cho cưng. Vô. Một. Hai. Ba. Bắt sát hả cưng? Chỉ cục bóp. Cái này nhẹ hả bụi. Ủa xe chạy chậm dưới trời. Cô anh nè. Lọt xuống cù hả cân? Chạy xe anh chạy nhanh quá. Lọt xuống cù là thua rồi.
Thôi, anh không dây dưa nên anh chạy thẳng về đích luôn nè. Phận là chứ vậy. Đồ chiếc xe đây mày. Mày đuổi ra. Ghê nữa. Wow, có hai chiếc xe chơi rồi. Mày ngồi đây chi nữa mày, không có xe chơi đi về đây. Mua nữa xe này xuống cùng. Thôi chạy xe này vậy cả. Thôi lấy xe đi về coi. Nhớ đăng ký nha các bạn.